Mến chào quý khách và cả nhà đang xem chính là dòng mai dạo bạch kim, vừa chơi lá vừa chơi hoa luôn. Thì đây em có cái cây này nè, rất là đẹp ha, chỉ có 100 ngàn một cây. Cây này nó cho hoa màu vàng nha quý khách, cho hoa màu vàng ha. Và nụ nè, nụ nu luôn. Thấy nè, rất cái màu nó rất là chuyển đổi rất là nhiều màu nha cả nhà. Rồi mẫu này thì 100 ngàn cây ha, em có quấn rễ nha. Cái con quấn rễ ha, đó, đủ kiểu hết. Rồi bên này em có dạo Phú Tân. Nếu mà quý khách đã xem rồi qua cái Phú Tân là 24 á cả nhà, thì cả nhà thấy là cái Phú Tân này hoa rất là đẹp luôn ha, cánh cực kỳ nhiều cái và đây là đọt xanh nha cả nhà. Đọt xanh thì giá là 70.000 một cây, 70.000 một cây ha. Đó, 4 cây bao ship. Rồi em bên này là có đây đọt đỏ cả nhà, đọt đỏ nè. Đọt đỏ thì 80.000 một cây, cây không cao lắm quý khách, chỉ khoảng gang mấy quỳnh thôi ha. Đây là giống mai cúc đọt đỏ nha, 80.000 một cây. 4 cây em cũng bao ship nha cả nhà. Rồi, đây em có cái bông hoa 7 tầng nè. Cả nhà thấy nó vung không? Nó vung ha, cái lớp cánh nó rất là đẹp nha. Thì cái cúc 7 tầng là cái form hoa cực xinh nha quý khách. Đây cả nhà thấy nè, cái form nè. Hoa chùm ha, nụ cũng tròn luôn. Rồi thì cái 7 tầng này của em Huỳnh là nó cao bây giờ cũng khoảng cỡ một gang tay mấy của Huỳnh nè. Cây này thì 100.000 cây, 3 cây cũng bao ship và 10 cây tặng một ha. Em ghép gốc nhớ quấn rễ hết nha, đầu đũa có đầu đũa lớn. Rồi bên này nu xù, ghép chỗ nào nu chỗ đó cả nhà, cũng 100.000 cây. Rồi nữ hoàng pha lê thì những cái loại này nói chung là giống mới và là em ghép cũng ngắn ngày nên quý khách thấy là thân mạnh. Nó cái chọt nó còn nhỏ ha, và gốc thì gốc là gốc quấn rễ, 100.000 cây, 3 cây bao ship. Rồi đây em có nhị dài nè. Nhị dài á là bây giờ là cái nụ nó búp búp nè cả nhà, nó hé hé ra mà cả nhà nhìn thấy cái nhị ở trong không? Đây cái nhị rất là rõ nét luôn nè quý khách đó, nó mới có cái nụ thôi nhưng mà nhìn nè, mình nhìn thấy cái nhị nó rất là đậm và dài ha. Rồi mẫu này thì cũng 100.000 cây luôn, 3 cây bao ship ha. Rồi đây là không nhị của Hoàng Huyết Long. Thì không nhị Hoàng Huyết Long á là 70.000 một cây, nó không có nhị đỏ trong cả nhà, nó không có nhị đỏ ha, 70.000 một cây và 4 cây cũng bao ship. Còn đây chính là cúc Tây Thi. Cả nhà ơi, nếu cả nhà muốn sở hữu cái dòng cúc Tây Thi tuyệt vời như thế này thì mình sẽ alo em với cái giống mai cúc Tây Thi nha. Nó rất là đẹp nha quý khách. Đây cái form bông nè, cực kỳ luôn ha. Cái tiết diện hoa nè cả nhà, hoa chùm ha, tiết diện hoa nè đó. Cái dòng cúc Tây Thi phải nói rất là đẹp. Thì cây này á của bên em Quỳnh là bây giờ nó cao khoảng cỡ là 3 tấc rưỡi đến 4 tấc ha. Mọi người về lấy bo được tới đây luôn nha, lấy được cũng khá là khoảng tầm 5-7-10 bo đó. Thì em bán là 100.000 cây và 3 cây thì em bao ship và 10 cây thì em tặng một nha. Đây là dòng cúc Tây Thi ha. Rồi bên này em có cái dòng cúc này chính là cúc Thọ Hương. Thì cúc Thọ Hương này là quý khách gần đây rất là thích và sưu tầm rất là nhiều. Bông nó bông chùm như thế này cả nhà, bông chùm ha. Nhị nè, nhị nó màu đỏ tươi rất là thơm. Thì cây này đây cả nhà thấy nè, rất là đẹp ha. Thì cái mẫu này là em bán 70.000 một cây, 70.000 một cây nè. Quấn đế quái, đế đẹp ha. Đây là cỡ đầu đũa lớn. Còn cái thân này nè, thân này là nó cỡ như gần đầu đũa mình ăn cơm. Và cành nhánh ở đây mình có thể lấy bo được ha. 70.000 một cây, 5 cây bao ship và 10 cây em tặng một nha. Mọi người có gì có thể trồng đất, quấn thân hay là lấy bo gì cũng được. Đó, cây rất là đẹp nha cả nhà. Góc nè. Rồi đây là Thọ Hương 70. Đây cả nhà, cúc bi tiên sinh bông chùm. Đó, nụ tròn vo. Thì cái dòng cúc bi này nó cũng khá là đẹp luôn nha quý khách. Đây có một cái cây nó đang nở hoa. Đây cả nhà, đó cũng khá là xinh ha. Rồi nụ là nụ tròn vo ú nu luôn nha. Đây cúc bi. Thì cái mẫu này em ghép gốc quái, gốc rất là đẹp cả nhà. Đó. Gốc cỡ như đầu đũa lớn thôi nhưng mà gốc đa số là gốc lò xo, gốc quái nè. Đó, gốc lò xo như thế này nữa. Thì mẫu này là 70.000 một cây ha. 5 cây em bao ship và 10 cây thì em tặng một nha. Cao thì khoảng cỡ 3 tấc đến 3 tấc rưỡi. Đó, đế là đế đẹp không luôn. Cúc bi.
Rồi. À, mẫu hoa hồng Thanh Tú này là 125 á cả nhà. Đây, em có giới thiệu với cả nhà mình ha. Thì cái mẫu này là nó tàn đó. Rồi gốc nè, gốc là gốc bự không à. À đây cả nhà, à, đế nè ha. Cây rất là đẹp luôn. À, nhìn nó rất là xanh và sung ha. Gốc bự nè. Cái gốc bự nè cả nhà. Gốc quái ha. 125.000 cây, 4 cây bao ship và 10 cây tặng 1. Chúng ta mua những cái mai giống mục đích đó cả nhà. Mục đích mua những cái mai giống về là chúng ta sẽ ghép vào mai, mai phôi, hoặc là chúng ta sẽ ghép vào nhân giống vào những cái cây gốc mai, mai mai tàn, mai lớn ở nhà mình á. Đó. Thì đây là em ghép một cái gốc mai đế đẹp nè cả nhà. À, đây hoa hồng Thanh Tú nha, hoa nè. À, rực rỡ vùng trời luôn cả nhà ơi. Đó, nó vung nè, rất là đẹp ha. Hôm nay thì nó nở nhiều rồi cả nhà. Đó, nó nở ra là nhiều nè, nụ ha. Ú nu luôn nè cả nhà. Đó, màu lá thì lá đọt nó đậm ha. Cây này hôm nay Quỳnh Trâm á là nó tương đối là rất là tốt luôn rồi. Nó cho hoa khá đạt luôn cả nhà. Đây, hoa hồng Thanh Tú. Và rồi thì đây cả nhà em có cái dảo tự sẵn nè, nó có bông nè cả nhà. Đó, hoa dảo tự sẵn và lá quắn như thế này nè. Nhìn rất là duyên luôn ha. Hoa cây này đẹp quá. Ừ. Thì đây là dảo tự sẵn, dảo tự quắn. Đây. Quý khách nào mà thích cái cây này thì alo cho em nha. Cây này thì giá là 300.000 thôi. 300.000 ha. Phí ba mình sẽ phí vận chuyển là khoảng cỡ 30.000 đó nha cả nhà. Ừ. Cây này 300.000 nè. Rất là đẹp. 150 cánh nè. Rồi cúc VIP nè. Vạn thọ nè. Đây cúc 150 cánh là hot nè cả nhà. Nụ dần do luôn nè. Loại này là 70.000 cây ha. Đó, 5 cây bao ship, 10 cây tặng 1. Rồi bên này vạn thọ 70.000 một cây. Đó, 5 cây cũng bao ship, 10 cây cũng tặng 1. Rồi bên này em có cúc VIP. VIP này là 70.000 một cây. 70.000 một cây ha. 5 cây em cũng bao ship, 10 cây em cũng tặng 1 nha. Đây dòng này 70 nè. Ừ. Cao khoảng cỡ 3 tấc. Rồi bên này, nếu như quý khách lấy muốn lấy mẫu mà nó cứng cáp hơn, 4 tấc rưỡi, 5 tấc thì chúng ta chọn cái này. Đây, gốc bự nè, gốc kền kền luôn ha. Và thân, thân nó đang cao, nó thả dài như thế này để chúng ta lấy bo. Đây cả nhà xem nè. Đó. Thì mẫu này là 100.000 một cây. 100.000 một cây ha. 4 cây em cũng bao ship và 10 cây em tặng 1. Đây cả nhà. Đó gốc nè. Rồi. Hoa của cúc VIP khá đẹp luôn nha cả nhà. Rồi bên này em có 2 tầng. 2 tầng nó ngắn ngủn mà cả nhà, nó chưa được gan tay Quỳnh nữa. Nhưng mà cái giống này đặc biệt lắm. Thì 2 tầng cánh hoa ha. Thì loại này là 70.000 nè, 70.000 một cây. Ngọc Mai. Ngọc Mai là giá là 70.000 luôn. Rồi. Bên này cả nhà em có hoàng đế luôn. Hoàng đế là 80.000. Đó, 80.000 ha. Hoàng đế 80. Rồi ha. Bên này em có là mai sắn. Sắn đây. Những cây sắn nhỏ nhỏ quắn quắn như thế này. Đó, ngắn không có dài, 5-7cm thôi. Thì mẫu này là em bán là 80.000 cây ha. 5 cây bao ship, 10 cây tặng 1 nha. Đó. Sáng. Rồi đây, bên này em có đại lộc. Đại lộc nha quý khách. Đại lộc đây. Nó nở rất là đẹp luôn khách ơi. À cái cây này cả nhà nhìn đi. Ồ cây nè, quá chừng luôn. Đó, cả nhà xem ha, đại lộc mà nó nở á, cây mà nó chỉ chưa được gan tay em hôn luôn á. Mà nó nở như thế này là rực rỡ luôn ấy. Chúng ta nên sưu tầm cái giống này nha. Em có 2 mẫu, mẫu em bán 60.000 cây. Rồi một mẫu là lấy bo thì là 65 ha. Khách thích loại nào thì alo em. Nụ nè, nụ nó nùi nùi luôn á cả nhà. Rồi 2 mẫu. Ồ coi nè, cây này nè. Thương ghê lương chưa. Đó, chỉ có 65.000 mà quá trời bông như thế này. À, rất là đẹp nha cả nhà. Dòng đại lộc này rất đẹp luôn ha. Rồi. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.